Rồi, ngồi xuống ghế. Mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Bây giờ mình đã vào vị trí của mình rồi nha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho đối phương nghe về những cái thông tin cá nhân của mình nè. Mời bạn trai. Vâng, chào chị với các bạn. Chào quý vị khán giả. Thì mình tên là Ngô Trọng Hiếu. Năm nay 32 tuổi, quê ở Hậu Giang. Nghề nghiệp là kế toán của công ty cấp nước công trình đô thị của Hậu Giang. Rồi còn công việc của mình hiện tại là dưới đó là mình ở với gia đình ba mẹ luôn hay sao? Tại vì cái nhà so với cái cơ quan thì nó hơi xa, nên là em mới sống ở lại cơ quan luôn. Ví dụ cuối tuần mới về nhà một lần. Mời em gái. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào bạn nam bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Đan, năm nay em 26 tuổi. Em hiện tại đang làm ở Kiên Giang và sinh sống cũng làm việc ở Kiên Giang luôn ạ. Hiện tại thì em đang làm nhân viên tư vấn cho công ty tài chính HD Xây Sinh ạ. Nhà em ở Kiên Giang, ở ngay trung tâm sao em? Dạ em ở Dòng Ghiền á anh ơi. Dòng Ghiền hả? Dòng Ghiền, nếu mà Dòng Ghiền qua thành phố Vị Thanh là cũng gần. Dạ cũng khoảng 10-15 cây ạ. Đúng rồi, khoảng chừng tiếng hồ là... Gì 10-15 cây bằng tiếng hồ? Đi hoài nó chị, đi hoài nó vòng vòng vòng. Rồi vậy là quá thuận lợi rồi ha. Chương trình chắc cũng cố gắng lắm mới ghép được hai bạn lại với nhau. Đó, vậy em lên đây hồi nào? Dạ em lên bắt xe lên là 5 giờ sáng và 10 giờ rưỡi tới đây. Rồi bây giờ là em á là... ở dưới quê là mình đang làm cũng ở chung gia đình hay sao? Dạ không, em làm ở thành phố Rạch Giá. Thì thành phố Rạch Giá thì ở cách ở chỗ nhà em là khoảng 50 cây ạ. Rồi em đi làm em ở trọ. Rồi bao lâu mới về nhà một lần? Dạ khoảng tháng. Một tháng mới về nhà một lần. Dạ. Trời ơi, còn bên đây là cả tuần mới về nhà một lần. Dạ. Thôi thì nói chung hai bạn cũng là cũng cái khu của biệt dưới đó, sắp xếp gặp nhau hẹn hò. Dạ. Được không? Dạ được chứ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là ca hát được. Với lại là em thích tham gia những hoạt động thể thao. Nói chung là với người lớn tuổi á, thì thích nói chuyện giao tiếp với em giống như là nó hợp á chị. Nói chung mình nói chuyện như lễ phép, nhỏ nhẹ phải không? Lấy lòng được người lớn đúng không? Dạ. Rồi điểm yếu. Dạ điểm yếu của em là hay khóc nhè. Có chuyện gì đó thì mình hay bị ảnh hưởng tâm lý, mình không có đưa quyết định chính xác được á chị. Mỗi lần khóc vậy rồi ai dỗ nín? Tự nín lên rồi chị. Tự khóc tự nín. Đừng có ghẹo bạn gái khóc nha. Dạ em có em hiền lắm chị. Nhưng mà cụ thể cái công việc của em là em làm công việc gì? Trả góp á chị, cho vay trả góp á. Trong điện máy xanh ạ. Là bên công ty em cho vay hay là em tư vấn người ta cho vay? Em tư vấn thôi ạ. Như vậy hàng ngày tiếp xúc cũng nhiều khách hàng phải không? Mà tư vấn trực tiếp hay là tư vấn qua điện thoại? Khách hàng lại mua hàng mình tư vấn trực tiếp luôn ạ. Chắc cũng có nhiều anh để ý lắm phải không? Cũng không có, mới lên đây nè chị. Dễ gì không có đâu. Tại vì môi trường làm việc của em nói chung là nam thì nhỏ tuổi hơn em không à. Còn những cái người mà bằng em thì toàn là dạng giống như chị em với... Cho nên là không có. Rồi còn mình thì sao? Điểm mạnh điểm yếu của mình thì sao? Điểm mạnh của em là em có thể thích nghi với môi trường mới. Đối với những người mà lớn tuổi thì người ta thích em, tại vì em cũng lắng nghe và chia sẻ. Cho nên cũng mấy cô chú cũng ông bà thường người lớn tuổi theo nhà bạn bè thì cũng hay cũng em cũng lại nói chuyện. Hai nữa là em thì thuộc dạng là em người phượt thủ thì em hay đi đó nhiều lắm, tại vì em làm việc là em về hành chánh. Trên mấy cái dịp lễ Tết cuối tuần thì đó em nghỉ thì mới có thể đi những thời gian đó. Đi nhiều chưa? Đi được tất cả tới đâu rồi? Trong miền Nam thì em đi cũng gần giáp rồi. Xa nhất thì em đi là đi tới Đà Lạt, về Nha Trang. Còn mỗi lần đi là đi với ai? Đi thì em đi mình. Một mình? Có khi thì nó bà rủ được thằng bạn chí cốt theo thì nó đi chung. Còn nhiều khi nó bận chuyện quá thì em xách em đi mình. Em thử hỏi bạn gái coi bạn gái có thích đi phượt không mà có ý định sẽ đi với em không? Em bên kia em có thích đi phượt không em? Dạ em thích anh ơi. Em nói dạ em đi có đi xa bao lâu chưa? Đi xa đi phượt thì em chưa có đi ạ. Em chỉ có đi theo đoàn của trường thôi ạ. Chưa nói đi. Nói chung mà em cũng thích đi nhưng mà em chưa có dịp đi ạ. Hy vọng có cơ hội em sẽ rủ được cô ấy đi phượt. Người ta mới đi lần đầu mình đi mấy cái chặng gần gần thôi nha. Dạ. Đi xa quá người ta ngợp. Thì gần gần thì có thể ra Kiên Giang. Trời ơi. Biển. Tụi em ở dưới đó đi Kiên Giang ha. Dạ cũng gần biển cũng gần. Được không em? Dạ được. Rồi tình trường sao cưng? Dạ em trải qua một mối tình ạ, là kéo dài được một năm và kết thúc cũng 5 năm rồi ạ. Tại sao lại chia tay? Dạ là một phần là do tình yêu chưa đủ lớn cho nên là anh ấy đi làm xa rồi cho nên là cũng chia tay. Xa mặt là cách lòng. Dạ. Rồi 5 năm nay là ở không? Thì cũng có tìm hiểu nhưng mà không thấy hợp gì. Thế còn em? Dạ, em thì có một mối tình từ thời phổ thông.
Rồi cấp 3 tới giờ thì em cũng có một quen một số bạn nữ nữa, nhưng mà chỉ là nó chưa có mối tình, nó chưa sâu đậm. Tình sâu đậm nhất là hồi cấp 3 thì quen mấy năm? 3 năm, từ lớp 10 lớp 12 là 3 năm. Cũng tình học trò thôi chứ gì? Dạ đúng rồi, cái đó là tình đơn phương. Tình đơn phương chứ không được tình hai phương đó hả? Dạ tình đơn phương. Ủa sao ngộ vậy? Tình học trò mà cũng đơn phương nữa. Dạ đơn phương mới giống đang trường hát vậy. À, mà bạn gái đó có biết em thích bạn không? Dạ biết. Mà người ta không chịu hay tại em không tỏ tình hay là sao? Nói chung là cũng đó là chuyện chủ yếu là do học thôi chị. Có nghĩ gì nhiều thì nó cũng bạn nữ cũng biết, nhưng mà có thể là thời điểm đó bạn nữ nó chưa chấp nhận con người em ở thời điểm đó. Có nghĩa là hai bạn cũng chưa có nhiều cái kinh nghiệm trong tình trường. Mỗi người cũng nói chung là nhưng mà cũng biết yêu. Cũng một mối tình dắt dai rồi ha. Thế hồi xưa là mình yêu vậy là thời học trò vậy thì mình có nắm tay hôn hít gì chưa? Dạ chưa chị. Thời chưa. Em là thời của 8X, đâu có giống như 9X giờ mà nắm tay đủ thứ. Ủa chị 7X mà chị cũng làm láng hết trơn nè em. Láng hết trơn nè em. Còn em sao? Mối tình 1 năm thì mình có sâu đậm chưa em? Cũng không sâu đậm lắm chị, có cũng có nắm tay với lại là hôn má. Có hôn má thôi, có hôn môi chưa? Hỏi thiệt. Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Em có hôn môi chưa? Chưa. Chưa luôn? Trời ơi. Rồi bây giờ thí dụ hai bạn quen nhau rồi ai chỉ ai hôn? Tới lúc đó tự động thôi chị. Tự động luôn hả? Tình cảm đến thì nó sẽ những cái khác nó sẽ đến theo. Em có nghiên cứu qua cái đó chưa? Dạ cũng có, bây giờ báo chí internet nhiều lắm, mình cũng có nghiên cứu. À vậy hả? Mỗi lần mình coi phim ảnh hay mình nghiên cứu, mình thấy người ta gần gũi nhau thì trong người mình cảm thấy như thế nào? Thấy mình bồn chồn. Bồn chồn, rạo rực. Thấy còn em? Em cũng bình thường rồi chứ. Bình thường là cái đơ cảm xúc ở nhà. Bình thường có nghĩa là không dám coi hay là không dám nói, hay là người không có biểu hiện gì? Xem thì cũng có xem, nhưng mà những cái cảnh đó cũng xem cũng ít hả? Em cũng hạn chế. Hạn chế? Dạ. Còn ví dụ như em xem phim mà thấy có mấy cảnh nóng thì em có em nhìn chằm chằm, em nghiên cứu hay là em quay đi chỗ khác? Thì mình nhìn chằm chằm vậy chứ đâu có quay đi chỗ khác được, tại vì phim đang hay mà. À, chắc em có lẽ là tua tới tua lui nữa phải không? Có chủ động tìm những phim đó để coi không? Dạ không chị. Phim ấy ấy á? Dạ. Phim ấy ấy á? Phim ấy ấy gì chị? Phim ấy ấy á, phim khó nói á. Em nói chung mình cũng có tham khảo trên internet. À là có coi đúng không? Dạ. Về tới về lui đúng không? Dạ. Tìm hiểu đúng không? Có cậu chứ không có về tới về lui chị, con lại một. À là coi phim khác đúng không? Dạ. Cho nó qua phim khác. À đó tôi nói trúng mà. Ở đùa cho vui nhưng mà thật ra mình cũng bình thường. Dạ. Chứ không thôi làm sao có kinh nghiệm. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Hy vọng là tụi em sẽ có được những cái tháng ngày hạnh phúc, em đềm đám cưới rồi này kia ha, rồi mình mới có ấy ấy ha. Rồi bây giờ thì cho chị hỏi là mẫu người lý tưởng của em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình đó thì em nghĩ là trên cao trên 1m85, da thì trắng hay đen gì cũng không quan trọng gì, nếu như được cái mũi cao thì càng tốt. Gì nữa? Dạ hết. Làm như cổ ngồi, cô thấy cái anh bên này hay sao nha, diễn tả sao mà nó chúng dữ vậy, 65 da đen đen mũi cao cao. Dạ còn tính cách thì em thích một người là yêu thích con nít, yêu thích động vật với lại là lễ phép với người lớn ạ. Được, em thích nít không? Tại vì em trai của em là có đứa con mới lớn. Dạ thích chơi với cháu ha. Dạ. Rồi còn em, mẫu người bạn gái em tìm kiếm là người như thế nào? Em thì thích mẫu bạn gái khoảng cao khoảng chừng 1m6 trở lên, thì tóc thì tóc dài, người miền Nam Tây Nam Bộ càng tốt. Nam rồi, ta Kiên Giang rồi đó, tóc dạ. Dài 1m6 rồi dạ. Cũng được. Bởi vì nữa tính tình này hiền lành, dạ, biết lắng nghe người lớn. Làm như đôi này bữa nay khớp nè, dành cho nhau hay sao nè. Đâu đưa cho coi hình ảnh này, hình của em đây phải không? Dạ. Đây có anh ấy trong này nè, em dòm thử coi, trong này có cô gái đó đó, em thử em dòm xem coi là mình có cái cảm nhận như thế nào. Anh ơi có gợi ý gì không anh? Em có anh cả ai mà cao cao là anh á. Trời nhiều cô gái quá ta. Nhận ra ảnh chưa em? Anh đó hả? Lý do tại sao em chọn anh đó? Cao thì có hai anh này mà 32 tuổi thì chắc anh này cũng 32, anh này hơi lớn xíu. À anh này là già phải không? Giữ đi nha, giữ nguyên hiện trường đó rồi mở cửa trái tim lên coi đúng không. Sao chọn chưa? Ra chưa? Cô nào? Cô giữa. Áo hồng. Dạ. Yeah. Rồi giữ đó y nguyên đó nha. Mở cửa trái tim. 10 tháng 3 năm 95. Hiện tại là đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê quán em cũng ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Thế về bạn là quận mấy? Dạ ở quận Tân Phú. Rồi, Thùy Trang làm công việc gì ạ?
Dạ, hiện tại em đang làm công việc tại nhà là chụp ảnh thẻ tại nhà. À, nhà mình có tiệm ảnh. Alo. Dạ, đúng anh. Rồi. À, điểm mạnh, điểm yếu của Trang là gì? Dạ, điểm mạnh của em là chắc biết làm bánh nấu ăn, biết cơ bản thôi. Còn nhược điểm thì ít nói. Ít nói hả? Dạ, ít nói. Thường em thấy là em cũng đã tự nhận xét được là mình là út nói á. Thì em thấy là trong trường hợp là em út nói nhất. Dạ. Trong trường là đứng trước đám đông á, nhút nhát. Ờ, nhưng mà vậy thì nếu mà tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ấy, thì mình tham gia như vậy ấy, thì đông người như thế thì có sợ không nói được gì không? Dạ, thì để cố gắng. Rồi. Bạn có tài lẻ gì không? Ca hát hay là có một cái điều gì đặc biệt? Dạ, không. Trang biết làm bánh hả Trang? Dạ, biết vài cái. Vài cái là những cái loại bánh gì? Dạ, bây giờ bánh bông lan. Thì nếu mà tham gia chương trình ấy thì làm bánh em tặng bạn trai được không? Dạ, được, nhưng mà quan trọng là có ăn được không á. Trời ơi, làm em phải biết được ngon này khơi không chứ. Dạ có. Rồi. Trước giờ là bạn có mấy mối tình rồi? À, chưa có quen mối nào hết. Tại sao vậy? Dạ là do duyên chưa tới, với lại cũng chưa tìm được người. Chưa quen mối nào à? Dạ. Thế vậy mình từng thích ai chưa? Đơn phương chẳng hạn. Dạ chưa. Chưa từng thích ai? Dạ. Tại vì tiêu chuẩn của mình cao hay là sao? Dạ. Tại vì tiêu chuẩn của mình cao nên mình chưa thích ai hay là như thế nào? Dạ là do chưa có tìm được người thích hợp. Rồi ok, vậy thì người thích hợp của bạn là phải như thế nào mới là người thích hợp? À, là người cỡ 1m60 đổ lại, tại em có 1m50 thôi. À, 1m60 đổ lại. Dạ. Còn đấy là về chiều cao nhá, cân nặng hay sao? Cân nặng kiểu người đừng quá mập, kiểu nhon nhon là cỡ 55 tới 60. Đấy là vậy á, vậy. Dạ. Đấy là ốm á, ốm á. Dạ tại em cũng có 39 kg à. Ồ, em 39 kg à? Dạ. Rồi. Rồi còn điều gì mong muốn bạn trai nữa không? Công việc của bạn ấy. Dạ là công việc ổn định mà làm đầu bếp thì càng tốt. Tại em thích người lột đầu bếp. Đầu bếp được tốt. Dạ. Còn gì muốn tìm bạn trai đó không ạ? À? Dạ là không hút thuốc, là không gia trưởng, không nhậu. Rồi. Biết lễ phép. Biết lễ phép. Vì hài hài xíu. Hài hài ước. Dạ đúng rồi. 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 Ok nha Trang. Thì cái hôm nay đã xong. Em nói đi, em nói đi. Dạ hết rồi anh. À. Thì hôm nay là cứ... Tìm bạn muốn ở cùng thành phố luôn á. Ờ. Trong thành phố mình. Ở trong thành phố Hồ Chí Minh luôn.
Rồi. Nhưng mà trước giờ là em không quen ai, em cũng không có thích ai. Thế tại sao em lại có mục đích là tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Dạ, em thấy cũng lớn tuổi rồi, chứ lại muốn tìm để quen tìm hiểu. Ok. Dạ. Thì hôm nay là cái buổi đầu tiên để làm quen, lấy thông tin của em. Nếu mà tìm được cái người phù hợp ấy, thì chương trình sẽ liên hệ lại với em nhá. Dạ dạ. Rồi rồi, cảm ơn em nhiều. Hiện tại thì mình đang ở Đà Lạt. Sinh năm 198, ở trong giấy tờ thì 1985, nhưng mà ở thực tế ở ngoài là 1984. Rồi, 1984, giấy tờ là 1985 đúng không ạ? Vâng. Rồi, chị đang làm công việc gì ở Đà Lạt chị? Hiện mình thì làm nghề kế toán, nhưng mà hiện tại thì kế toán là nghề phụ, mình nhận về nhà làm. Còn hiện tại mình đang kinh doanh muốn bán cửa hàng đặc sản ở trên này. Bán đặc sản Đà Lạt cho khách du lịch á. Dạ rồi, bán đặc sản Đà Lạt. Vâng. Thôi chị chia sẻ về điểm mạnh, điểm yếu của chị đi. Điểm mạnh thì mình là một người khá là vui tính, rất là dễ hòa đồng với mọi người, biết hiểu, biết thông cảm cho người khác, và đặc biệt thì rất là siêng năng cần cù. Còn điểm yếu thì hay suy nghĩ nhiều, cũng có một chút những cái suy nghĩ tiêu cực. Tiêu cực là sao chị? Thì kiểu như ở trong mình cứ hay bị suy nghĩ, hay bị lo lắng nhiều quá về những cái vấn đề xảy ra vậy đó. Ừ. Ừ. Chị, trước đây chị có mấy mối tình rồi? Mình lấy chồng, từ khi lấy chồng đến giờ, nói chung là đã lấy chồng và sinh con, bây giờ con gái lớn 54 tuổi rồi. Ừ. Thì mình ly hôn năm 2022. Trước đấy thì cũng vợ chồng đã rạn nứt cả 6 năm rồi, sau đấy mới quyết định ly hôn. Trước đấy có sống ly thân một thời gian, rồi sau đấy mới quyết định ly hôn. Ly hôn 2023 chị? 2022. Bây giờ là được 1 năm rồi đấy. Thì đến bây giờ mình vẫn chưa quen ai hết. Nói chung là sau khi ly hôn đến giờ mình không quen ai cả. Dạ. Rồi, nhưng mà lý do ly hôn thì sao chị? Rạn nứt nhưng mà có vấn đề gì không? Nói chung là trước đấy thì chồng mình đi nước ngoài rồi, cũng bồ bịch rồi nở nần tùm lum, rồi sau đấy về thì có những cái mâu thuẫn nó xảy ra, rồi định ly hôn từ năm 2016 cơ. Xong rồi sau đấy vẫn cố gắng vì con vì cái, rồi chuyển vào Đà Lạt ở thì muốn làm lại từ đâu, nhưng mà lại nói chung chồng mình cứ chứng nào tật đấy, rồi quan trọng nhất là bất đồng quan niệm với nhau ấy, không hòa thuận được, mọi thứ nó đều sai lệch hết, nên là ta sống với nhau cứ nặng nề vậy, không có một tiếng nói chung thì quyết định ly hôn. Dạ. Và từ đó đến nay là mình cũng có tìm hiểu ai khác không? Không, mình không tìm hiểu ai khác. Dạ. Bây giờ chị muốn tìm mẫu người như thế nào? Mà hai con là đang ở với chị luôn đúng không? Đúng rồi, mình nuôi hai con luôn. Một bé gái 14 tuổi và một bé trai thì 6 tuổi. Mình thực sự thì bây giờ là cũng muốn là tìm một người để về làm bố cho cả con, để gia đình đông đủ ấy. Chứ thực sự là thấy con cái nó thiếu thốn tình cảm, một phần mẹ rồi một phần con cũng vậy. Đặc biệt là con trai nó cũng cần một người đàn ông trong gia đình, nên là mình muốn thì nói thật bây giờ cũng 40 tuổi rồi, nên là cũng muốn một người mà chững chạc, lớn tuổi cỡ như mình, từ 40 tuổi trở lên ấy. Cái này điều kiện kinh tế của họ thì cũng nói chung cũng khá khá một tí, không đến nỗi vất vả lắm, bởi vì thực tế một mình nuôi hai con nó đã vất vả lắm rồi. Mà bây giờ thì cũng không phải là cái tuổi để cày cuốc, để vẫn chảy từng bữa cơm nữa.
nên là cũng muốn một người nói chung điều kiện cũng ổn định một tí, còn yêu cầu thì không có yêu cầu gì hết. Mong muốn thì mong muốn là họ cũng đã từng có gia đình rồi, và đặc biệt ưu tiên những người đàn ông mà họ đang nuôi con, họ có con ấy, thì họ cần một người cùng về chăm sóc con cùng họ, thì hai bên sẽ từ hoàn cảnh nó sẽ dễ hơn. Với lại đặc biệt mình cũng thích đông con nữa. Là chị không sẽ không sinh con chung nữa hay là sao chị? Thì cũng tùy hoàn cảnh, nói chung là tùy tùy đối phương, sinh cũng được, không sinh cũng được, không sinh thì càng tốt. Nếu như mà họ có một hai đứa con rồi mình về góp đảo thử con chung thì càng tốt. Ok, chị về ngoại hình thì sao chị? Có đặt ra tiêu chí gì không? Ngoại hình thì chỉ có đừng lùi xù quá, nói chung là sạch sẽ, ưu tiên là sạch sẽ, gọn gàng, thơm tho thôi. Còn... còn không quan trọng đẹp xấu lắm đâu. Nếu mà bây giờ người đó không ở Lâm Đồng nhưng mà ở các khu vực lân cận như là Sài Gòn, Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai thì chị có chấp nhận di chuyển không? Có, mình có, bởi vì thực tế là ở Đà Lạt thì công việc của mình cũng tự do. Nếu như mà đi một nơi khác có điều kiện ổn định, có công việc để làm thì mình vẫn chấp nhận. Thậm chí mình cũng vẫn có ý định là nếu như mà người Hà Nội cũng càng tốt, bởi vì thực tế mà mình rất thích kiểu người Bắc, họ rất là giỏi á, họ hơi giá tưởng một xíu nhưng mà tại vì tính mình rất là hiền, mình biết chiều lòng người khác, nên là mình nghĩ là mình vẫn sống được. Bởi vì quê mình là ở Quảng Bình nên là từ Quảng Bình qua về Hà Nội thì rất là gần. Ok chị, dạ rồi, cảm ơn chị Hoài nhiều ha. Thì hôm nay chỉ là một buổi phỏng vấn sơ lược thôi, thì là nếu mà có người phù hợp cũng như là có lịch ghi hình phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ với chị ha. Dạ, cảm ơn chị.